Xin chào mọi người, mình là Cường EAT. Hôm nay mình xin hướng dẫn một bài về Photoshop. Ở đây mình có cái hiệu ứng chữ này. Hiệu ứng chữ này được gọi là hiệu ứng tạm thời gọi nó là hậu quang điện đi. Thì để làm được cái này cũng khá đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ xóa và làm lại từ đầu nha. Chúng ta nhấn Ctrl N, nó tạo một cái cơ mới. Ở đây mình để, các bạn tốt nhất nên để thông số đó là thông số hình vuông, có nghĩa là độ dài và độ rộng, độ dài và độ cao nó như nhau như thế này. Rồi mình sẽ cho cái phông nền này là phông nền trắng, các bạn chọn nó là nền đen và nhấn Ctrl, nhấn Alt Delete như thế này. Ở đây mình sẽ nhấn phím T để bật công cụ ghi chữ. Ở đây mình sẽ gõ dòng chữ đó là Cường EIT. Ở đây mình không thấy gì vì do là cái chữ mình nó là nền đen. Mình sẽ đổi cái chữ thành nền trắng đi. Đấy. Mình sẽ dùng công cụ đó là Ctrl T để cái này nó bị lỗi rồi. Dùng công cụ Ctrl T để mà dịch chuyển và tăng kích thước cho nó. Trong quá trình kéo, các bạn nhấn giữ phím Shift và Alt để cho nó căng giữa và nó tỷ lệ nó không bị thay đổi. Ok, phông chữ ở đây mình sẽ là phông chữ đó là Inner Flash. Các bạn muốn thì có thể tải, các bạn muốn thì có thể tải cái file này về, link dưới clip các bạn giải nén và bôi đen toàn bộ và nhấn Install cài đặt thôi. Yes. Rất là đơn giản thôi. Ok, quay lại Photoshop thì ở đây mình sẽ có, sau khi ghi chữ mình sẽ có cái hiệu, có cái nền chữ như thế này này. Chúng ta có thể nhấn Ctrl A, nhấn phím V và canh L cho nó. Chúng ta chọn cái layer chữ này, canh L cho nó, cho nó đều ở phía ở giữa. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ chuyển nó về Convert to Small Object. Điều này để giúp chúng ta có thể thay cái chữ này. Lát mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thay chữ luôn. Rồi ở đây mình sẽ chọn cái hiệu ứng vào Filter và chọn hiệu ứng đó là Sharpen Video Style. Đây Style và chọn đó là Wind, gió này. Chúng ta sẽ nhấn OK. Chúng ta nhấn 3 lần phím Ctrl F. Đó, Ctrl F. Đó, mỗi lần Ctrl F là nó sẽ ra cái gió nó sẽ mạnh hơn. Đó, như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ nhấn Ctrl F. Lần này ta sẽ đảo chiều from to the right. Đảo chiều đi. Ctrl F. Ctrl F và nhấn như thế. Ok. Tiếp theo, chúng ta sẽ nhân đôi bằng cách nhấn Ctrl J. J. Ở đây chúng ta tạm thời ẩn cái này đi. Rồi, ở cái layer trên cùng này chúng ta sẽ nhấn Ctrl T và nhấn chuột phải. Nếu mà có hiện cái bảng gì đó, các bạn chỉ cần nhấn OK là được thôi. Sau khi nhấn Ctrl T, chúng ta sẽ nhấn chuột phải và chọn đó là Rotate 90 độ như thế này và nhấn OK. Như thế. Ở đây chúng ta sẽ nhấn cần chuột phải và chuyển nó về Small Object. Rồi, lần này chúng ta sẽ nhấn Ctrl T tiếp và chúng ta sẽ nhấn Rotate cho nó ngược lại như thế này. Chúng ta sẽ có được cái hiệu ứng chữ như thế. Tiếp theo chúng ta sẽ gộp lại, giữ phím Shift và chọn hai cái layer này, nhấn chuột phải và chọn Convert to Small Object tiếp. Vào Filter chọn đó là Distort và Ripple. Cái này là tạo hiệu ứng nó xoắn lại này. Ở đây mình sẽ để Amount đó là 100%, Size là Medium và nhấn OK. Đó, các bạn có thể nhìn thấy được nó có hiệu ứng xoắn này. Hey, chưa có hiệu ứng xoắn này. Sau khi có hiệu ứng xoắn này, rồi cơ bản thì đã xong. Bây giờ chúng ta chỉ còn thay đổi cái màu cho nó là được. Ở đây chúng ta sẽ nhấn vào
chọn hue saturation, tích vào color right. Ở saturation các bạn sẽ để thông số là 100. Rồi ở cái hue các bạn sẽ chọn cái màu mà các bạn thích. Đó. Bạn thích màu gì thì các bạn chọn thôi. Ok, rất đơn giản. Đây là nội dung của bài hướng dẫn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.